một con cá lóc. Vô. Cá lóc nhỏ. Có hàng nha. Cái này có con cá sặc đẹp ngon kìa. Cái này nó luôn đi, lỡ rồi. Nên cũng xin chào cô chú anh chị ngày mới ha. Thì ngày mới nên cũng không quên chúc cô chú anh chị có một ngày mới luôn sức khỏe dồi dào và luôn gặp nhiều may mắn trong con cuộc có quay clip nên thì sáng hai chồng nên không đi thấy được. Cuốn số gặp hôm qua nên đặt nè. Qua nên đặt bên cái đường nước bên đó. Dòng xuống đó khúc. Với qua bên cái đường nước bên này nè. Đường nước vừa dài xuống dưới khúc nữa. Ai bơm giùm? 3 giờ ra bơm giùm cho ông luôn hả? Ở đây lâm đường chứng dịch nè. Cải bay bơm giùm cho ông mà sáng có ăn sớm luôn rồi. Bơm giùm sáng có ăn sớm luôn cũng được. Ủa không có bơm hả? Sáng nhìn nhà mấy chú vịt kìa à, đây lũng đủng ăn trên ruộng hả cô chú anh chị. Tối thì nên cũng có đi thăm nhưng mà tối bà xã nên bệnh á, xã nên phải nhức đầu quá rồi cái rồi không có đi thăm, của mình nên đi thăm mà mình nên đi thăm mà cho nên nên không có quay. Mà không quên. Cho nên là không có quay. Sẵn dịch. Có không em? Để chiến dịch đây đi, chúc cho ông chú uống lụm. Ừ, chào các ơi. Chào cả nhà. Nên thăm tối cũng ít chứ không có nhiều của chú chị. Đang bày của ông chú này. Còn như đằng kia bày của ông bác hai anh kia. Nhiều bày lắm. Tổng cộng khúc này không thả 4-5 bầy mà bầy cũng ít không mà không có nhiều. Không có hả? Không, có 1-2 con. Gai không? Cái chân cái chỗ này cũng im á, không dính. Đây nè, thấy dính con. Con bự. Ồ, nó chạy qua đây đường nè. Mà hôm qua nên không thấy. Chạy xẹt qua đó. Để biết nên thấy hôm qua là nên chặn. Chặn cái bẫy mình đó là kiếm thêm con. Nó chạy đường trong, nó không chạy đường ngoài. Một con nhỏ. Chích quất. Đồng này ta sớm muốn hết rồi. Đây nó nhỏ. Mấy cái này đường im quá mà chết.
Đâu có cây cờ thì không thấy cái bẫy. Cờ có bẫy trên đó đó. Không. Thấy bẫy không? Không. Cờ nè. Ừ, bẫy đâu đó đó. Có đặt ở trên này một cái nè. Chó hay gì vậy? Thấy không? Không. Bẹ nó quậy nát cái đây chứ nè. Có cái bẫy trên này nè. Bẫy anh đặt ở trên này nè. Bẫy đặt như đây hay gì nè. Đâu đây nè. Cái đường kiếm mà, đâu mất đeo cái bẫy rồi. Con gì tha hay gì. Đây kiếm con. Con gì tha cái bẫy rồi. Đèn đắng dính con bự nữa kìa. Ồ đây con nè. Hai ba cái dính luôn. Tha đâu có một cái một đá. Có một con. Đây một con nè, nhỏ. Đó một con kìa. Đây dính liên tiếp luôn. Đó dính không? Không. Đây một bầy vịt của ông chú Hai nè. Vịt vàng. Hai cắm lưới. Nãy giờ nên lo kiếm cái bẫy. Có cái bẫy rồi. Nhìn bầy vịt vàng. Vậy con gì tha là loại gà tốt mày vừa ruộng nên cũng không biết luôn. Có không? Có rồi. Làm tốt mày ruộng á. Mà bẫy không mà không dính con gì chứ. Ủa cái bẫy này đâu mà có cây cờ nè. Đâu? Hả? Ba cây cờ mà có hai cái bẫy à. Không biết luôn. Không có hai à. Nãy có gom đèn cá không? Có. Bất hai không có thảy mấy cái bẫy như này lên, biết thảy đâu không á. Nãy có thảy mấy cái bẫy dưới ruộng này lên không bất hai? Nãy có lấy mấy cái bẫy dưới ruộng này lên không? Vậy không biết luôn. Không lấy bẫy dưới ruộng đâu. Ba cái cờ. Dạ. Không, có mấy cái con đặt ở dưới ruộng á. Đùng ngon quá im không dính. Mấy đùng ngon nó chạy bóng hết trơn mà không dính. Nhìn bị dịch. Chết quá luôn. Ồ ở đây ăn ủi được con bự. Sướng. Đây một bé bự. Bé bự trong cái hang. Đây con khủng đó nè. Ghê. Đó con nè, ở trời còn trong kia nữa kìa. Thì dồn vỏ lại đi. Trong đó ít à, trong đó chừng ít thì ít nhưng mà dồn lại một cái đi rồi. Con bự nè. Đường này nãy giờ nên thấy dính lấy gà trong kia mà cô chú kia. Định qua đó. Vỏ đó ít, vỏ này cũng đầy vậy nè. Đó dính con đó. Bự nhỏ, nhỏ hả? Nhỏ. Đây dính con nhỏ. Cái này chắc quá. Mấy này ít yếu đường mòn, bị dầm nát hết trơn. Đặt có ít xịt. Không thấy đường mòn gõ để đặt. Đừng con bự nè. Chuột như tháng này mấy con gì là thấy nên thấy cái lầm gì có mở hơi nè cô chú anh chị. Mấy con gì nè. Có mở hơi, nó ú chuột. Đồng bỏ lâu rồi chuột nó ú.
Ủa, cái đó sập mà không dính, uổng á. Rồi, đây hết rồi, có đầu nên đi qua bên kia. Thấy dính. Giờ qua nên đi qua đây, hai cái chú anh chị. Nãy nên gom mép bển, giờ nên qua cái đường nước. Xin đặt đường nước này dài ra ngoài đó. Đi dài, dài vô. Ngoài đó có bầy vịt nữa kìa. Ồ, cái này sạp mà không dính nè. Nhìn quá mà chết quất. Dính không? Một con. Con nhỏ hả? Ừ. Sạp mà không dính luôn, cái đường quá trời, cái đường luôn. Cái đường, đường mòn, hết biết cái đường mòn. Dính. Mấy đường mòn này im yên luôn, còn dính nè, chuột nó cũng còn chạy lên đường này nè, sao nó không chạy qua đó, nó chạy lên đó đường đó cái nó lủi đâu á, giấu giấu chạy lên còn mới còn cho luôn, còn dính. Ở ngoài đó cũng có một, cũng có một bầy vịt ở ngoài nữa. Rồi khúc này tặng lại chất quất không có cái gì. Ờ hình quá, đây đựng con nhỏ. Nhỏ chứ không có bự. Rồi, có cái nào dính không? Khúc này tặng gặp không? Đặt đường nước này không im bằng đường đường vườn rồi. Vườn anh thấy như có lý hả? Nãy nên đặt bên đó, cặp bờ bờ cũng đường nước mà bờ bự đó. Nó có khúc lâm không đó, gì mà dính lấy gai. Nãy còn bên đây gặp không rồi chú chị. À hết, đây được con thôi. Đây được con bự. Đây được con bự. Đó có con bầy vịt nữa kìa. Vịt quá chừng vịt. Rồi, hai chồng nên vô trái chạy nè. Hồi tối nên thăm được con vô đó của chú chị. Trong rộng nè. Cũng chừng 2kg ngoài, 3kg vậy đó. 2kg ngoài, không tới 3kg đâu. Có cửa sáng dính cũng đỡ nè. Rồi đó nên lựa đó, đó chuột lớn, này chuột nhỏ. Nhỏ lúc nào cũng nhiều chuột lớn. Vàng. Vàng không biết bắt chuột của chú gì. Vàng của anh chủ trại nè. Sáng dính lay gai cũng được. Đỡ hơn mỗi bữa nhiều. Nay kiếm được cũng đã đỡ. Nói chung là đỡ hơn mỗi bữa của chú chị. Cũng im. Có chuột nhỏ nhiều, chuột nhỏ tối tới sáng luôn, chắc cũng 1 ký, ký ngoài. Đụng bên nấy không? Chẹt không? Không. Hả? Được. Được ha. Ừ. Cho có con này nó bị đây. Cái gì?
nên đổ xong cái tranh thủ nên đi thăm mấy cái lời cá ha cô chú anh chị. Hôm nay cũng 3-4 ngày rồi, giờ để nên sắp xếp đàng hoàng lại cái đầu, nên mời cô chú anh chị cùng theo, cùng đồng hành với vợ chồng nên đi thăm lời cá ha, coi coi bữa nay sẽ có lý không. Giờ thì hai vợ chồng nên đi qua thăm cái mấy cái lợp ha, ha cô chú anh chị. Như đâu đằng này nè em, thăm mấy cái lợp cá dưới này nè, dưới này nên con cái nè, để nên xuống nên thăm. Không biết có không đây, ở đây có ai đặt bẫy gắn nè. Thấy không, thấy bẫy không nè, bẫy gắn đặt đây nè. Đây có ngọc đặt chứ ai. Trời ơi, cái gì vậy? Con gắn nó vô chết ngắt uổng gì đâu, sao kỳ ta. Con gắn nước. Ồ, chắc lúc hay kẹt đầu. Đâu có lúc đâu, xịn luôn rồi. Con chết uổng gì nha. Trời ơi, con gắn nước nó bự chà bá. Ồ, xịn lên nó bự. Ồ, không có cái gì hết trơn. Có con gắn nước không? Ê, làm như nó ăn nó bị kẹt. Không biết sao. Quá uổng rồi. Rồi, để nè lấy ra nên đặt lại cô chú chị. Tới chưa? Tới nè. Hôm nay sao nước nhóc à? Sao cái lợ lật nghiêng lật nữa? Lật nghiêng lật nữa chắc có người thăm rồi. Ồ, một con cá lóc. Ồ, vô. Cá lóc nhỏ. Ê, có hàng nha. Cái này có con cá sặc đẹp ngon kìa. Cái này nó bữa... luôn đi, lỡ rồi. Cái này bữa hổm dính con phải cá bự nè. Phải có sặc kia mình chừa được. Cái này bữa hổm dính con cá lóc bự nè. Nay dính con cá lóc nhỏ. Một con đầu tiên. Vô vỏ. Chừa cái sặc đi. Kệ bắt cái sặc đi, cái sặc đó ngon mà. Kệ đi mua mốt nó vô cái khác. Dạ, tại cái tiếp theo mình quay tiếp cho cả nhà nha. Tại cái tiếp theo cả nhà. Chứ rồi dính cá bự, chứ này dính cái béo. Ừ. Đâu đằng ta? Kia. Đằng này. Tuốt đằng đằng cái cây 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 đằng kia kìa. Đây nè. Để vỏ đàng hoàng để nó ngã xuống một cái. Rồi. Đâu rồi? Lợp đâu mất tiêu rồi. Rồi. Ở đây có người đặt gắn nữa nè. Đây nè. Ồ, đặt bên kia mà. Làm hết hồn. Rồi, cá lóc chết ngắt nữa rồi. Trời ơi. Lúc lợp hả? Không thấy lúc mà sao chết, chắc bữa lúc quá. Có bữa nước nhiều quá. Ừ. Coi coi còn được không? Khô ăn. Cũng khô luôn. Ủa quá. Đi tiếp mình rồi tiếp này. Này hơn. Cái này bữa kiếm quá kiếm. Ừ. Để đàng hoàng cái gì đây không ta? Đâu đó coi. Cứ dịch dịch. Này nước quá nhiều. Bởi gì? Nước quá nhiều bởi ngập lập. Đi đâu khúc đằng này, khúc này nè. Khúc này nè mà không nhớ chỗ nào. Chích kia coi. Coi những cái bị á. Ở đây nè. Ngập lập luôn. Rồi. Ủa, cái này chết quớt rồi. Có cái gì không? Không. Dạ, đi vòng ra nữa anh. Ờ, vòng ra. Cái tiếp theo. Cái này không thấy động tĩnh gì nha. Cái này sao? Cái này không thấy gì vậy? Cái này sao? Thanh thiên bạch nhật quá. Để nên về chỗ khác.
không thấy con cá gì chứ. Đây cắt cỏ. Còn cái cuối cùng ở khu này. Có hên hên gì chứ. Cái cuối cùng có hên không? Cái gì khủng khủng như vậy, chìm cái lợp đó mất tiêu luôn rồi. Chìm lợp rồi, nghi quá. Chìm ra ngoài. Rồi chết quất luôn. Không có con gì dân của chúng chị. Cái gì mà chết luôn rồi. Cái sặc, cái gô. Thất thu. Ngập nước. Được hai trứng, ba trứng. Sáng nay như ổng có lùa vịt đây ăn hay gì nè? Có, hôm qua. Sáng này nữa, sáng lùa ngang nè. Em đâu có đâu. Qua có đi coi không? Có, hôm qua tính đi ra lụm chiến dịch mà không có có. Hết rồi. Sáng có mấy ông kia đi gạo nữa. Có chừa. Hết trứng rồi, lụm được 3 trứng à. Chỗ nào có vịt cũng có mấy. Chiều nay đi ra lụm trứng vịt đây. Lụm đâu ông hai? Ra bày nó với ông hai. Ra bày ngoài ông hai ngoái, hoặc bày của ông mấy nè. Lụm. Hết rồi. Được 3 cái trứng vịt của chú anh chị. 3 trứng vịt. Một con cá lóc, một con cá lóc quẹo. Rồi, đi vô đi qua bên kia thăm 3 cái bên kia nữa. Tới cái gì? Rồi nó quá trời nước rồi kìa. Nước về quá nghi quá. Không biết ngập không đây. Lúc lợp quá. Lúc xiền rồi chứ. Quá nước rồi. Không, cái này chưa lúc. Chưa có lúc, chưa đến nổi. Chưa lúc mà không thấy giống gì chứ. Đó. Rồi cái sặc với ốc. Cái gì nữa đó? Có cái sặc không à. Cái chỗ này im quá chừng im luôn mà. Không có. Trời ơi, con gì mà nó chạy cái đường bự vậy? Chuột. Có chỗ nào không? Ồ, bông lục bình đẹp quá. Mà ít rồi, bữa nay ít bông lục bình. Ừ. Quá nước rồi nè, nước quá chừng nước. Nước nhiều rồi. Cái này là nước ở ngoài sông thải vô. Không biết. Chứ nước mưa, nước bọng gì đâu. Không thấy gì. Không thấy chuột chạy ra nhiều đó. Đây hết chuột rồi. Đây nè. Quên rồi. Quên. Ây da. Ừ. Quá nữa. Về vô trong mới được. Về sát bờ đó người ta thấy. Về sát mé mới được. Đây đừng. Đúng cho đàng hoàng. Có không, có không? Có gì đâu. Ủa mấy cái sặc bự quá kìa anh. Cái gô. Ừ, ngon quá nè. Bắt cái gô ra. Có con cá sặc bự á. Cái để rồi, thả luôn. Thả cái gô luôn, để đặt lại của chú anh chị. Còn cái cuối cùng. Hy vọng. Hy vọng cái cuối cùng có con gì liếm láp cũng đỡ. Chưa là một cái buổi. Rồi chết quất luôn. Rồi, xong luôn. Không có con gì hết trơn luôn của chú anh chị ơi. Thua luôn. Bữa nay được có con cá lóc. Nhiều rồi. Rồi. Kết quả của chú anh chị ơi. Nay thua rồi. Thăm lập cá chết quất rồi. Kết quả được có 2 cái lóc. 3 trứng, 3 trứng hột vịt. 2 cái lóc với 3 trứng hột vịt. Dễ
Rồi cá lóc kho bạp hộp vịt vô cũng đỡ, còn thôi cá lóc kho hộp vịt xào hủ qua hoặc nấu canh mớp. Rồi rồi thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng luôn cô chú anh chị ơi, nên hẹn cô chú anh chị lại video sau nha. Rồi nên chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, bye bye.